Hôm nay Duy Chiến giới thiệu tới các bác lưới làm dàn cây dây neo mà Duy Chiến cung cấp toàn quốc với số lượng lớn. Các bác có nhu cầu thì alo. Lưới này các bác mua về làm dàn cây dây neo gồm bầu, bí, mướp đắng, khổ qua, su su, gấc, đại loại là kể cả dầu không cũng vậy. Làm tất các bác nhá. Cái này nó là hàng lưới chịu lực. Hàng của nó là hàng sợi gân cước đúc. Sợi 90 thì nó tốt bền, chịu lực hàng lạ, hàng chục năm các bác nhá. Đấy. Sợi 90, hàng trúc giang. Đấy. Màu trắng sợi gân. Lỗ của nó 40. Cái này nó có các size gồm 1,5 m là chiều cao đấy. Chiều 2 m và chiều 3 m, chiều dài của nó 100 m các bác nhé. Các bác mua cái này về, một cục này về các bác dùng thoải mái. Các bác nào có mua số lượng lớn thì alo đến bên em cung cấp với số lượng lớn. Số điện thoại của Duy Chiến là 0869680285. Lưới làm dàn cây dây neo, cà chua, bầu, bí, mướp đắng, khổ qua, su su, chịu lực rất cao. Nhất là ngoài trời, các bác mua về những cái sợi cước đúc, sợi gân này thì nó chịu được lực. Thôi xin chào các bác, kính chúc các bác luôn mạnh.